Rồi, chủ đề ngày hôm nay là mình sẽ đăng sản phẩm cho bán hàng. Rồi, mình xin tự giới thiệu, mình tên là Minh, mình là trainer của công ty. Chào các bạn online ha. Rồi, các bạn làm lâu thì chắc là rất là biết anh Minh rồi. Còn mấy bạn mới vô tuần này thì hôm nay mới biết. Thì theo như bình thường thì cứ trưa thứ ba và trưa thứ năm hàng tuần là mình sẽ có những cái buổi đào tạo nội bộ ha. Thì mượn cái câu chuyện hồi nãy đang nói với bạn Dũng đây, là bạn Dũng này rất là thích cái tính năng cộng tác viên, cho nên là bạn bán được rất là nhiều khách hàng liên quan tới cái gói này ha. Thì anh mượn cái câu chuyện anh đang nói chuyện như vậy thì anh nói rằng là thật ra là bản thân mình cũng giống như khách hàng thôi, ai cũng vậy hết á. Mình thích một cái yếu tố nào là tự nhiên mình có nhiều cái tìm hiểu nè, nghiên cứu nè, là mình nói về nó rất là nhiều và rất là hay. Một khi mình đã thích rồi là mình sẽ truyền đạt bằng cả đam mê, đúng không? Cho nên rằng là mục tiêu của những cái buổi này nè, buổi đào tạo nội bộ giữa anh em mình với nhau là mình cũng sẽ tìm hiểu những cái hay của cái tính năng của mình, để mình thấy rằng là có nhiều cái hay là khi mình gặp khách hàng mình sẽ truyền đạt bằng tất cả cái niềm đam mê của mình, thì mình sẽ dễ chốt sale hơn ha. Rồi, bài này, bài ngày hôm nay thì nó thuần về cái, nó hết sức là đơn giản luôn, anh dùng từ là rất đơn giản luôn ha. Nhưng mà nó có những cái mà các bạn cần chú ý, nhất là các bạn mới thì các bạn cần chú ý những cái yếu tố mà hôm nay anh nhấn mạnh. Thì khi mà các bạn nắm được những thông tin này thì các bạn sẽ trình bày về cái bài demo nếu có với khách hàng thì nó sẽ hay hơn. Rồi, chủ đề ngày hôm nay là mình sẽ đăng sản phẩm để bán hàng, đúng không? Rồi, bây giờ mình bán hàng gọi là nền tảng, các nền tảng thương mại, thì mình muốn cho người ta thấy hàng hóa mình thì mình phải đăng sản phẩm, đúng không các bạn? Đúng không? Đăng sản phẩm dễ không tụi em? Hỏi thiệt, dễ không? Bây giờ ví dụ anh không dạy cho các bạn biết đăng sản phẩm lên bán không? Không, rất đơn giản đúng không? Không cần dạy gì cũng biết đúng không? Mở hệ thống mình vô là thấy cái nút tạo sản phẩm rồi, đúng không? Nhưng mà nó sẽ có nhiều cái ý nghĩa khác trong cái phần bài này, chứ không phải đơn thuần là ngồi bấm mấy cái nút đăng được cái sản phẩm lên là xong, đúng không? Rồi, ok, bài ngày hôm nay của mình sẽ xoay quanh những cái ý nghĩa này ha. Mình sẽ cần phải nắm được thông tin rằng là sản phẩm được tạo ra sẽ được đồng bộ trên các kênh bán hàng. Lưu ý cái điều này đầu tiên nha các bạn. Sẽ có một số cái case study các bạn, nhất là các bạn mới, khách hàng hỏi là ủa anh đăng sản phẩm bên web rồi, bây giờ anh có đăng sản phẩm trên Shopee được không chẳng hạn vậy. Thì mình nếu mà mình không nắm rõ mình sẽ khá lúng túng ha. Từ một hai cái lúng túng ban đầu nó sẽ dẫn đến cái câu chuyện lúng túng rất nhiều ở cái phần demo phía sau ha. Rồi, mình sẽ nắm tiếp rằng là việc đặt tên và mô tả của cái sản phẩm nó cũng rất là quan trọng để mở đầu cho cái công cuộc làm SEO chẳng hạn, để khách hàng tìm kiếm sản phẩm mình dễ hơn. Rồi, mình cũng cần phải nắm được rằng là sản phẩm được sắp xếp trong các bộ sưu tập, và mình nắm được cái cách tạo những cái cây danh mục sắp xếp như thế nào là khoa học. Mình đăng sản phẩm là một chuyện, rồi mình làm sao để người ta tìm thấy sản phẩm của mình dễ nhất, trực quan nhất, đó mới là cái cách mà mình cần chú ý để mình sắp xếp mọi thứ nó khoa học hơn. Rồi, nội dung bài này thì nó có rất là nhiều cái như vậy đây ha. Anh sẽ sơ ra một lần, và trong cái thao tác anh sẽ thao tác hàng loạt để các bạn nắm những thông tin như vậy. Chút xíu nữa anh sẽ mời bạn nào đó lên demo giúp anh ha. Thì bài ngày hôm nay rất đơn giản cho nên là chắc là sẽ 2-3 bạn lên demo ha. Rồi, đăng sản phẩm như thế nào? Đây, mình sẽ vào cái hệ thống của mình. Trang admin của mình như vậy các bạn ha. Rồi, mình có cái phần sản phẩm. Anh đang để cái chế độ nó nhỏ như vậy, các bạn ở dưới có thấy không? Thấy chữ không? Rồi, thấy là tốt ha. Mình muốn tạo sản phẩm thì mình khi mình click vào sản phẩm thì nó sẽ ra cái giao diện tất cả sản phẩm như vậy. Nghĩa là đây là cái nơi mà quản lý tất cả các sản phẩm của
cái tài khoản này của doanh nghiệp đang bày bán, đúng không? Và cứ bất kỳ một cái gọi là thao tác nào liên quan đến sản phẩm mà các bạn đều có thể vào đây để edit nó hoặc là thao tác với nó. Thì cái cơ bản nhất đó là tạo một sản phẩm mới như thế nào thì mình click vào đây, tạo sản phẩm. Rồi khi click vào tạo sản phẩm mới thì các bạn cần phải fill hết tất cả những cái trường trong này, những cái trường cần thiết nhất. Và bây giờ khách hàng khi các bạn đăng bán sản phẩm thì mình cung cấp bao nhiêu thông tin là đầy, gọi là đầy đủ ta? Các bạn cung cấp thông tin gì? À, tên sản phẩm. Một. Mô tả về cái sản phẩm đó. Ừ. Hình. Có giá. Số lượng. Nhiều đó thôi đúng không? Còn gì nữa không? Hả? Đường link hả? Mình tạo sản phẩm mà chưa bấm tạo sẽ có đường link, từ từ mới ra đường link, tạo xong nó mới có đường link. Đây. Rồi đó, đó, đó là những cái yếu tố quan trọng nhất, đúng không? Một sản phẩm cần phải có, đúng không? Thường bây giờ nếu mà anh là đi lên trên trên sàn thương mại điện tử mà anh chuẩn bị đi mua gì đó là anh gõ keyword. Đúng không? Anh gõ keyword cái nó ra, cái anh quan tâm nhất là đến là cái hàng hóa xuất xứ từ đâu, tức nghĩa là anh coi mô tả và bao nhiêu tiền. À, không? Cho nên rằng là đó là những cái mà khi mà các bạn demo á, nếu mà các bạn demo tạo mới một sản phẩm hoàn toàn hết luôn mới á, thì các bạn cần phải đảm bảo những cái đó nha. Lưu ý khi tạo sản phẩm đối với hệ thống của mình, đối với hệ thống của mình, vì hệ thống của mình đã tích hợp các bên vận chuyển, cho nên là mình cần phải tạo một cái khối lượng, một kích thước cho nó nha các bạn. Ở chỗ này đây, nếu mà mình không tạo cái khối lượng và kích thước ở đây á, nếu mình không nhập vô á thì nó sẽ không tính được cái số tiền vận chuyển. À, một cái lưu ý đầu tiên các bạn cần nhớ khi tạo sản phẩm, nếu mà các bạn không, tức nghĩa là khi mà tạo sản phẩm các bạn không nhập khối lượng, không nhập kích thước vẫn tạo được nha, nhưng mà khi người ta mua hàng á, cái người khách buyer họ click họ mua thì họ không có tìm được cái đơn vị vận chuyển. Nắm chỗ này giúp anh. Và đó là cái logic hệ thống của mình đang quy định. Nhớ chỗ này nha. Nhưng mà hàng hóa thì tất nhiên là phải có trọng lượng đúng không các bạn? Đúng không? Phải có trọng lượng mới tính tiền giao hàng được chứ. Đúng không? Cho nên là thiếu là cũng không được. Rồi, ở đây anh có một vài cái ghi chú cho các bạn như sau. Sản phẩm của mình á, mình có ở đây nó có ba cái ô để giá. Giá niêm yết, giá bán và giá gốc. Giá niêm yết, giá bán và giá gốc. Để anh mượn một cái sản phẩm anh làm hoàn chỉnh nha. Các bạn sẽ thấy nó trực quan hơn ha. Ví dụ như cái này là anh đã viết đầy đủ đi. Coi như là anh bắt đầu anh viết đầy đủ thông tin rồi. Rồi. Cái giá niêm yết, giá bán và giá gốc đang đặt như vậy. Thì theo các bạn hiểu là tại sao phải có cái ô giá niêm yết và giá bán chi vậy? Giá gốc thì mình hiểu là mình coi như là mình bỏ tiền ra mình lấy về rồi, hoặc là mình sản xuất ra rồi. Cái giá niêm yết với giá gốc, ấy giá bán nó là gì? Bạn nói đúng á, nhưng mà cái cách bạn giải thích tại vì anh là anh hiểu thôi, nhưng mà người khác thì chưa chắc hiểu cái lời giải thích của Dũng. À, yếu tố đầu tiên. À, nền tảng của mình cho phép tạo cái giá niêm yết và giá bán để ăn chi, để nó tạo cái cảm giác là khách hàng khi nhìn vào sản phẩm mà click mua là chưa gì là đã có lời rồi. Ví dụ giá niêm yết 20.000, giá bán 15.000. À, các bạn sẽ coi cái bánh này như thế nào ha. Đây là website của team training nha các bạn. Đây. Đây có cái tác giảm bao nhiêu đây nè. Đó, thấy không? Đó, giảm 25% rồi nha. Thấy không? Chơi gì là thấy được giảm 25% rồi. Đó, cái ý nghĩa của cái việc nó là như vậy.
Rồi cái số bao nhiêu phần trăm đó thì do hệ thống mình tự động cộng trừ nhân chia đây, nó tự động thôi ha. Rồi một cái lưu ý nữa rằng là đối với cái việc tạo sản phẩm của mình á, thì mình nên tạo cái phân loại hàng hóa cho cái sản phẩm của mình nha. Trừ khi nào cái khách hàng bán cái loại sản phẩm mà không có cần phân loại gì thôi, nó bỏ trống giống như là cái sản phẩm này của anh đang tạo. Phân loại hàng hóa nghĩa là gì? Nó có nhiều cái lắm, ví dụ như cái iPhone chẳng hạn. Cái iPhone thì khi mà phân loại hàng có thể phân loại theo những cái yếu tố nào các bạn? Đây là cái điện thoại của các bạn đây, cái mà gần với các bạn nhất đây. Phân loại hả? iPhone theo hãng hả? Theo đời à, theo cái series chẳng hạn vậy. Đầu tiên là ví dụ iPhone 10, 16, 17, 18, 19 đúng không? Rồi trong cái iPhone 10, 15 chẳng hạn nó có bao nhiêu phân loại nữa? Nó có thể phân loại theo cái dung lượng hoặc phân loại theo màu sắc. Cái màu trắng với cái màu đen nó có khác nhau giá tiền không các bạn? Thì cái nào mắc hơn ta, anh không rành cái này thiệt. Màu trắng lúc nào cũng đắt hơn à? Thiệt không? Đây cơ màu trắng đắt hơn mà áo trắng, còn đây cơ màu đen mắc hơn mà áo đen. Rồi, tôi hiểu rồi. Màu sắc nó cũng có thể là nó sẽ làm cái việc mình nó tạo một cái sự chênh lệch độ hot đúng không? Thì nó khác cái giá. Anh theo anh nhớ không làm hình như là iPhone có cái màu gold là gì, là mắc nhất, mắc tiền nhất đúng không các bạn? Không biết có phải vậy không? Anh dùng màu đỏ cho nên là anh không biết cái mấy cái màu kia. iPhone ấy, khi mà nó ra cái màu sắc mới ấy, thì từ từ là nó có mặt ở. iPhone giờ có màu tím không các bạn? Có không? Màu tím, màu hồng có không? Để anh sẽ mua mấy cái màu đó anh làm cái thử cái độ bóng. Rồi phân loại hàng á, là các bạn lưu ý nha, là với những cái sản phẩm á, mà cần phải có phân loại, như một cái ví dụ như vừa rồi là mình phải tạo cái phân loại ha. Thì mình phân loại đơn giản thôi, mình click vào đây để mình thêm nhóm nè. Mình tên nhóm gọi là gì, là mình theo những yếu tố nãy giờ mà anh đang nói, ví dụ nhóm là nhóm màu sắc chẳng hạn. Rồi cứ mỗi một màu, ví dụ màu vàng, đen, nó cứ viết một cái rồi cách là tự động nó tạo một cái phân nhóm ra như vậy. Rồi bây giờ ví dụ như bây giờ cái vàng hot hơn đúng không, anh để giá bán nó khác đi, lên 16 ngàn chẳng hạn, đúng không? Đó đó là cái cách tạo phân nhóm nha. Rồi vì đây là cái sản phẩm là nó là cái bánh thôi, cho nên anh không tạo phân loại, nhưng mà đối với khách hàng là cần phải có. Cái phần chỗ này nó quan trọng lắm nha các bạn. Anh có nghe demo một số bạn sale á, là một số bạn sale không có kinh nghiệm á, là khi khách hàng hỏi á, những cái phần này là bạn không nhận ra được khách hàng đang hỏi về cái loại phân nhóm này, các bạn không trả lời được. Anh cảm thấy rất là tiếc vì cái đó. Rồi đơn vị là đơn vị bán, ví dụ như là cái bánh thì anh sẽ bán theo là cái hoặc là hộp, đúng không? Rồi ở đây mình sẽ có một cái, ví dụ như cái đi. Rồi đơn vị quy đổi nghĩa là gì? Là như là giống như anh bán cái bánh, ví dụ như là cái bánh su kem chẳng hạn, cũng có thể mua một cái hoặc cũng có thể mua một hộp, mà trong một hộp nó có 5 cái chẳng hạn như vậy. Thì mình tạo cho họ nhiều cái loại bánh. Ví dụ như rồi rồi như hết hàng luôn. Rồi hết hàng, báo hết hàng thì nó không mua được. Thì cái này là cái sản phẩm mà team anh lập ra là để luôn cái này để test cái vụ mà đơn vị quy đổi đó ha. Rồi phía dưới thì một số cái tính năng thì ở đây giải thích cũng rất là dễ hiểu ha. Rồi đặc biệt một cái nữa, một cái lưu ý thứ hai và cũng rất là quan trọng, hồi nãy là lưu ý về trọng lượng và kích thước đúng không? Bây giờ cái lưu ý thứ hai là cái nền tảng bán cái sản phẩm này. Nền tảng nha,
chứ không phải là kênh bán hàng nha các bạn. Các bạn sale hay bị nhầm lẫn giữa hai cụm từ nền tảng bán hàng và kênh bán hàng. Hai cái đó là hai cái đối tượng nó khác nhau. Rồi nền tảng bán hàng thì chúng ta đang có bốn cái dấu tích: ứng dụng, web, tại cửa hàng và bán ở trên social. Rồi ở đây Go Social là gì các bạn? Mà bạn nào bạn nam đeo cái mắt kính lên trên đầu. Go Social là gì ta? Mạng xã hội. Go Social là mạng xã hội. Có bạn nào giúp bạn mình không? Go Social là Facebook, Zalo, website. À. Ok, cảm ơn hai bạn. Có bạn nào khác thay đổi lời trả lời giúp hai bạn của mình không? Mời em. Facebook, Zalo, OA. Có bạn nào trả lời khác nữa không? Go Social là một cái gói giải pháp của Go Sale giúp mình kết nối với lại mạng xã hội thành Facebook và Zalo OA để hỗ trợ bán hàng trên hai nền tảng mạng xã hội đấy. Rồi các bạn cho một tràng hóa tay đi. Rồi, cảm ơn Nam nha. Anh ở đây là mình học, mình được quyền sai nha các bạn, không sao hết. Không ai nói, nhưng mà mình gặp khách hàng mình không được sai. Đồng ý nhau cái này không? Thì anh hỏi Go Social là gì, câu hỏi của anh nó rất đơn giản thì mình trả lời nó đúng. Thì anh hiểu được các bạn đang nói, nhưng mà bạn kia là hiểu hơi xa nha. Go Social là một cái gói như Đức Nam vừa mới chia sẻ, giúp cho nhà bán hàng quản lý lên đơn, tạo những cái đơn hàng dễ dàng hơn, quản lý cái nguồn khách hàng đến từ hai nền tảng mạng xã hội rất lớn hiện tại, đó là Facebook và Zalo, và cụ thể đây là Zalo OA. Mình với phiên bản mới cập nhật của mình thì mình mới có những cái tính năng liên quan đến quảng cáo, liên quan đến quảng cáo của Zalo và quảng cáo SMS. Các bạn coi thêm những cái mail về cập nhật, các bạn sẽ thấy cái phần này rất là thú vị. Đây là một trong những tính năng mà anh dùng là đặc biệt để giúp các bạn sale bán thêm được nhiều đơn ở trong cái đợt thời gian tới đó. Các bạn chú ý. Rồi, Go Social nó là như vậy ha, nó không liên quan đến các kênh bán hàng, các sàn thương mại điện tử khác nha em. Cần thiết thì anh cho nên lại cái đó cho. Rồi, ứng dụng của mình là một cái nền tảng gọi là cái gói là Go App của mình á, bán trên app, app thương hiệu á nha, chứ không phải là ứng dụng là Go Seller là mình quản lý bán hàng không đâu. Được chưa? Rồi, phân biệt cái đó giúp anh. Mấy cái phần phía dưới là từ khóa SEO thì nó nằm ở cái bài liên quan đến cái bài tuần trước anh dạy về SEO. Tuy nhiên thì một số bạn mới anh cũng nói luôn. Thì GoSell của mình tạo một cái nơi mà để cho nhà bán hàng á thiết lập những cái từ khóa ở đây để giúp cho các nhà cho tối ưu hóa cái công cụ tìm kiếm ở trên các nền tảng tìm kiếm. Rồi, sau khi mình điền hết tất cả thì mình bấm lưu thôi. Thì sau khi mình bấm lưu thì sản phẩm nó sẽ lên trên đâu? Khi mình tạo xong mình bấm lưu thì sản phẩm của mình nó lên trên những cái kênh nào, ở những cái gì các bạn? Lên chỗ nào các bạn? Lên đâu? Trên các nền tảng. Ok, trả lời dõng dạc lên mọi người, sao vậy, vừa mới nói xong cái giờ rụt rè quá. Lên web, lên app nếu có, được không? Bán hàng tại cửa hàng nếu có. Rồi lên trên, bán hàng trên các kênh fanpage. Mời em hỏi. Anh chưa hiểu lắm cái câu hỏi từ phía khách hàng em đặt ra, em có thể nói lại một lần nữa không? Em được. Micro nè. Dạ, nghĩa là khách kinh doanh một vài sản phẩm có nhãn hiệu. Nhưng mà sẽ có những sàn nó không cho hiển thị cái nhãn hiệu đó, không cho khách đăng cái nhãn hiệu đó lên. Nhưng mà khi mà mình đồng bộ vậy á thì nó sẽ lên hết tất cả kênh đó, thì đâu được đâu.
Ý là anh hiểu mà. Sao lại đánh lộn đây? Thì mấy bạn như thế này có nghĩa là một bài sáng mà cho là đưa cái nhãn hiệu lên đường, không phải là cho bạn này các bạn cái chỗ là khi được bộ mình có khả năng được bộ thế này nè, thì bạn này hỏi thế thì có làm được cái điều đó hay không, hoặc là có cách nào không, hoặc là nó có gặp vấn đề gì không, hay là khách phải tự đăng lên, ví dụ như cái đánh nó đánh cái sàn nó đánh cái thương hiệu đó thì khách phải tự lên cái sàn nó đăng. Rồi, cảm ơn em, câu hỏi cũng khá là thú vị ha. Có bạn nào kỳ cựu trả lời cho bạn mình trước khi em trả lời không? À mời anh em. Thì mình ưu tiên cái sàn nào mà nó đang có cái chính sách đó thì làm hình ảnh theo kiểu của cái sàn đó rồi đồng bộ qua tất cả những cái sàn khác. Còn đó là một cách gọi là tiện nhất cho khách. Còn nếu mà khách cảm giác là sàn này không cho nhãn hiệu thì chỉ muốn sửa sàn đấy rồi muốn làm lại cái sàn khác và có cái nhãn hiệu đấy thì khách muốn làm hai lần như thế thì khách sẽ làm hình ảnh riêng của từng nền tảng rồi đồng bộ qua. Rồi. Cảm ơn Nam nha, em có hài lòng với cái câu trả lời của Nam không? Hay có cấn gì không? À, cách tốt hơn đúng không? Chính xác. Chính xác. Ok. Thì anh cũng nói thêm luôn. Thì ở cái phần này khi bạn hỏi thì anh cũng giải thích luôn. Thì nó cũng là cái phần tiếp theo anh định nói thôi ha. Thì ngoài cái việc mình bán hàng ở những cái kênh, những cái nền tảng như vậy nè, thì hiện tại GoSale mình cũng đang hỗ trợ cho cái nhà bán hàng quản lý cũng như là kiểm soát các kênh bán hàng đến từ Shopee, sàn Shopee, sàn Lazada và sàn TikTok, được không? Thì cái việc mà đăng lên ở trên những cái sàn như vậy á, thì mình đang có đăng lên đẩy hàng sản phẩm lên từ lên sàn Shopee và lên sàn TikTok. Còn đối với Lazada là mình chỉ là kéo sản phẩm từ Lazada về. Nhớ cái vụ này. Rồi. Muốn đăng như thế nào thì ví dụ như sản phẩm này anh muốn đăng lên á thì anh click vô cái icon Shopee chỗ này. Được không? Giống như là bây giờ mình tạo sản phẩm xong rồi mà mình cũng muốn bán ở trên kênh Shopee luôn. Thì việc của mình là mình phải có tài khoản Shopee đã kết nối rồi vô đây ha và mình click vào cái icon này. Bắt đầu mình follow. Bắt đầu mình sẽ cần phải điền lại một số thông tin mà yêu cầu từ sàn Shopee. Thêm một số thông tin thêm thì bây giờ ví dụ như là anh sẽ lướt cho các bạn coi ha, mình sẽ điền hết những cái này đi rồi xong xuôi hết đây, nó khác một chút ha, vận chuyển và mã top nhanh tiết kiệm đó. Thì xong xuôi hết mình bấm tạo cái là nó sẽ đẩy lên cái kênh Shopee này. Đây cái là cái shop của anh ở trên Shopee đang bán những cái sản phẩm tương tự. Đây các bạn thấy là bánh su kem ha, làm ảo quá cái bị xóa mấy cái rồi, đây bị Shopee xóa đây, thấy không? Rồi đó là cái cách mình giới thiệu về cái tính năng đăng sản phẩm của mình ha. Rồi trở lại với câu hỏi của bạn, trở lại với cái câu hỏi của bạn là một số sàn như là Shopee, Lazada hay TikTok thì họ có những cái quy định hết sức chặt chẽ về những cái thương hiệu ở trên hình ảnh, thể hiện cái thương hiệu ở trên hình ảnh, đúng không? Thì bây giờ mình có cách nào tốt nhất để dễ dàng đồng bộ qua lại giữa các kênh, đúng không? Thì nếu mà để trả lời nhanh chóng và tốt nhất luôn thì chúng ta không nên để những cái tên thương hiệu lên trên hình ảnh cho nó xong nha. Còn á mà khách hàng vẫn muốn, tức nghĩa là khách hàng đang thử thách các bạn sale nhà mình, tôi vẫn muốn á, rồi giờ làm sao được không? Câu thì mà nếu mà thích nói ngang á, nếu mà gọi là thích nói ngang xương á, thì mình câu bây giờ đó là quy định của cái sàn mà anh, chứ đâu phải là quy định của em đâu, đúng không các bạn? Nếu mà em lập cái sàn em quy định chi cho nó cực vậy, còn cái sàn bên kia nó quy định như vậy thì mình phải theo, đúng không? Cái đó là nói ngang nha. Còn bây giờ mình nói xui xui khách á, mình kiểu mình nói lấy lòng khách thì mình nên nói với khách hàng như sau là thì bây giờ là đối với mỗi một cái sàn họ có những cái quy định như vậy thì anh cố gắng anh làm theo cái rule của nó, anh đăng ở trên đó đi, xong rồi anh kéo về thì nó sẽ đồng bộ các kênh còn lại, nó sẽ dễ hơn ha, được không? Còn kéo như thế nào, đồng bộ như thế nào thì nó những cái kiến thức đó nó sẽ được trình bày ở cái bài mà liên quan đến các sàn thương mại điện tử, được không? Rồi ok chưa em? Rồi cảm ơn em.
Thì đó, anh vừa mới hướng dẫn các bạn tạo cái sản phẩm ha. Rồi ở đây mình có thêm một cái tính năng rất là hay nữa, đó là mình sẽ tạo một cái danh, một cái list sản phẩm theo một cái form. À, một cái form có sẵn. Tức nghĩa là bây giờ khách hàng sẽ có một cái thử thách cho các bạn là và bây giờ đăng từng cái mà tôi có tới 1.000 sản phẩm là đăng khi nào mới xong? Đúng không các bạn sao? Đúng không? Đăng khi nào mới xong? Dạ thì bên em có cho anh nhập cái sản phẩm theo cái form file Excel như vậy. Đây các bạn, nhập, chọn nhập sản phẩm. Rồi nhập danh sách sản phẩm, nếu mà mình chưa có cái form mẫu sẵn thì ở đây nè, mình cũng để sẵn luôn, tải xuống mẫu dạng file Excel. Rồi họ điền hết tất cả các trường theo quy định ở trong cái form đó. À ví dụ đây, rồi đây cứ điền đầy đủ hết đi theo cái quy định. À, ví dụ như độ dài tối đa 14, định dạng chữ hay đó tùm lum cái ở đây nè, nhiều lắm. Rồi những cái ô nào mà có đóng mở ngoặc màu đỏ chữ bắt buộc là phải bắt buộc điền, còn lại thì được quyền bỏ trống. Rồi nó nhiều cái trường lắm nha các bạn, được không? Thì đó, thì bây giờ đã có cái file này rồi thì mình cứ copy and paste là xong, cứ chú ý theo định dạng là được. À, đây là một tính năng cũng rất là hay nha các bạn. Rồi sau khi mình tạo được một cái sản phẩm xong thì các bạn cần phải chú ý đó là để mà được trình bày lên trên website, nó có những cái gọi là thanh menu mà vô cái bộ sưu tập như vậy nè. Trời ơi, ai chỉnh cái gì nó dài thòng lòn ở đây đây. Thôi ví dụ ở trong cái gọi là menu sản phẩm, anh có nhiều cái bộ sưu tập. Ví dụ như bây giờ bộ sưu tập bánh kem. Tại sao mình cần phải bỏ những cái sản phẩm vào cái bộ sưu tập mọi người? Tại sao vậy các bạn? À, bạn sale mình đang trả lời là khuyến khích khách hàng mua theo combo. Câu trả lời này, để trả lời câu hỏi của anh thì anh xin phép dùng từ là nó chưa có đúng cái hướng lắm. Anh hỏi là tại sao nhà bán hàng nên tạo những cái bộ sưu tập sản phẩm? Chính xác. Rồi, chính xác em. À, bạn của mình trả lời ở đến đọc chat nè. À, bạn Đạt Nguyễn Tấn là trả lời là phân loại sản phẩm. À, cũng đúng nhưng mà trả lời 4 từ như vậy nó chưa rõ nghĩa lắm. Nhưng mà bạn Nam trong lớp mình trả lời như sau, anh nói lại ha. Để tăng trải nghiệm khách hàng. Để giúp cho cái người mà đi xem hàng á, lướt trong web mình á, tìm kiếm hàng hóa, và nó có những cái hàng hóa, nó có những cái thuộc tính nó tương tự nhau và dễ chọn lựa hơn. Anh ví dụ nếu anh không tạo bộ sưu tập, cái trang web của anh nó như vậy nè các bạn. Đây nè, bán bánh, rồi bán cặp, bán bánh bao, bánh kem, đã vậy còn thuốc dưỡng, bánh mì, bán xe, bán đồng hồ. Rồi tìm khi nào mới ra được cái sản phẩm mà anh cần. Đúng không mọi người? Đúng không? Bây giờ sẽ có bạn nói là chống chế là anh gõ, anh click vô ô tìm kiếm để anh tìm cái tên sản phẩm. Ủa, nhưng mà ví dụ giờ anh không biết tên thì sao anh tìm, đúng không? Cho nên rằng là mình cần phải tạo những cái bộ sưu tập như vậy để tối ưu hóa cũng như là tăng cái trải nghiệm. À, nó gọi là cải thiện cái, một cái gọi là UX đó. À, một trong những cái cải thiện UX. Rồi thì đây bộ sưu tập, ở trong cái thiết kế của bộ sưu tập của mình cũng rất là hay ha, nó tạo được những cái bộ lọc cho cái người khách hàng có thể xem đó, lọc theo cái nhóm nào đó chẳng hạn, giá thấp đến cao, cao đến thấp, tên ký tự từ A tới Z, tương tự cho là giá cũ, cái sản phẩm cũ nhất đến mới nhất hoặc là mới nhất đến cũ nhất, giá thấp đến cao đó, tạo được những cái bộ lọc như vậy. À, tại vì cửa hàng anh Minh chỉ có nhiêu đây cái bộ, những cái sản phẩm nằm trong cái bộ bánh kem thôi, cho nên nó một trang thôi. Rồi ví dụ như mình nó nhiều cái nữa nó sẽ ra nhiều trang hơn để cho khách hàng chọn được.
Đó, đó là ý nghĩa ha. Rồi tạo bộ sưu tập như thế nào thì nó nằm ở trong cái những cái phần như như là sản phẩm như vậy ha. Chúng ta vào cái phần bộ sưu tập sản phẩm này, nó có cái tab bộ sưu tập sản phẩm này. Rồi mình muốn tạo một bộ sưu tập mới thì mình cứ click vào đây thôi ha. Thì anh click vào bộ sưu tập thì mình cũng sẽ đặt tên là nó bộ sưu tập nó là gì. Rồi mình sẽ có một cái option là chọn là thêm từng sản phẩm theo kiểu thủ công hay là tự động. Không? Rồi mình có muốn cái bộ lọc nó hiện những cái thông tin nào lên trên đây cho khách hàng. Ví dụ giờ anh để khoảng giá, phân loại hoặc là có khuyến mãi hay không, hoặc là theo đơn vị thì mình muốn hiện những cái gì đây, bao nhiêu cái dấu tích ở đây là bấy nhiêu cái thể hiện ở trong cái bộ sưu tập này nè các bạn. Được chưa? Rồi rồi mình chèn những cái sản phẩm nào vào, bây giờ mình bắt đầu mình bỏ từng sản phẩm nào vào cái bộ sưu tập này thì mình cứ bỏ ha. Đó. Khoa học không các bạn, hết sức khoa học ha. Rồi đó là cái cách tạo bộ sưu tập sản phẩm. Rồi làm sao mà để thể hiện được cái bộ sưu tập nó lên trên cái thanh menu như vậy, thì các bạn lưu ý tất cả những cái gì mà nó liên quan đến cái chuyện là chỉnh sửa cái giao diện ở trên website thì các bạn lưu ý là mình cần phải vào ở cái chỗ cửa hàng trực tuyến này. Cửa hàng trực tuyến chúng ta sẽ có được một cái chỗ là thiết lập những cái cây danh mục, thấy cái chữ danh mục chỗ này không? Rồi hồi nãy không biết là có bạn sale đó đang ngồi online không, có bạn sale rồi nhắn cho anh hỏi là cái cách tạo danh mục như thế nào, thì anh mong muốn là bạn đó chú ý ở cái chỗ này nha. Mình sẽ vào cái phần danh mục như vậy, mình tạo cái danh mục hoặc là mình chỉnh sửa lại những cái cây danh mục mà mình đang hiện hữu trên này. Đây đây là một cái dạng một cái cây danh mục, được chưa? Thì anh sẽ ví dụ như anh sẽ là vào cái chỗ này để anh chỉnh. Anh nhớ không lầm thì là team anh đang chọn cái tiêu đề danh mục là ly test 1 này đây, thì anh sẽ vào edit nó. Rồi ở những cái cây danh mục như vậy á, là các bạn thấy à, đầu tiên là trang chủ, thứ hai là nó có một cái thanh menu là có cái danh mục là bộ sưu tập bán toàn bộ sản phẩm trong bộ sưu tập gì, nó bây dài thằng lòn vậy ha. Thì bây giờ anh thấy nó lộn xộn quá thì anh xóa bớt đi cái chỗ này nè, thứ nhất thứ hai là các bạn thấy không, thì anh bấm xóa. Rồi anh bấm xóa xong thì chút hả, nó lắc à. Đó nè, nó xóa mất tiêu rồi. Rồi bây giờ anh muốn bỏ một trong cái thanh sản phẩm này, trong cái menu sản phẩm này nó có nhiều cái thư mục con, mà anh muốn thêm một cái nào vào thì anh rất là dễ dàng, anh bấm chữ thêm danh mục rồi anh đặt tên danh mục, ví dụ như là danh mục tên là mình test đi, rồi anh sẽ bỏ cái bộ cái danh mục mình test này nè, nó là cái gì, cái sản phẩm gì hay bộ sưu tập gì, thì anh sẽ chọn bộ sưu tập sản phẩm. Rồi mình sẽ chọn đến cái ví dụ như lúc nãy mình tạo mới tạo một cái bộ sưu tập chẳng hạn ha. Rồi ví dụ như là điện thoại xịn đi. Rồi cái quan trọng nhất ở chỗ này nè, nó là cái danh mục gốc. Danh mục gốc nghĩa là gì? Là thư mục mẹ. Các bạn làm cái các bạn học về máy tính các bạn biết thư mục mẹ thư mục con đúng không, thì nó ở đây nó cũng giống vậy thôi, nó là danh mục mẹ danh mục con. Thì bây giờ ví dụ anh muốn chèn cái tên danh mục là Minh Test đó vào làm danh mục con của sản phẩm thì anh chọn danh mục gốc là sản phẩm, tay anh bấm lưu, anh bấm lưu thì nó tự động nè, danh mục đã được lưu ở đây rồi. Đây cái Minh Test mới vào đây thấy không. Rồi bây giờ mình muốn nó, mình không muốn nó ở dưới cùng, mình muốn nó hiện lên trên hay xuống dưới, thì ở đây có hai hướng lên và xuống được không mọi người, anh cho nó đi lên trên một chút. Rồi rồi tương tự cho các cái danh mục khác ha, blog nè, trong blog nó có nhiều bài blog rồi chính sách bán hàng này nọ. Rồi bây giờ anh chỉnh sửa xong xuôi anh bấm luôn. Rồi anh bấm lưu lại ha, anh refresh xem coi nó có cái khác biệt chưa. Rồi nó mất kêu tiêu cái danh mục dài ơi là dài hồi nãy rồi ha. Rồi bây giờ
có vẻ là danh mục của mình nó bắt đầu gọn gàng hơn trong cái phần từ một sản phẩm này, nó có cái mình test anh mới tạo này, được không? Clear chỗ này chưa? Rồi, đó là những cái thông tin liên quan đến cái phần tạo sản phẩm. Rồi, có bạn nào đặt câu hỏi của anh phần này không? Anh vừa mới hướng dẫn các bạn tạo sản phẩm nè, điền thông tin sản phẩm, có thể đẩy sản phẩm lên Shopee. Tương tự như TikTok cũng vậy nha các bạn. Rồi anh hướng dẫn các bạn thêm cái phần tạo cái gọi là bộ sưu tập. Rồi từ bộ sưu tập mình bỏ vào những cái danh mục để giúp người ta, cho người ta tìm kiếm cái sản phẩm mình dễ hơn. Được chưa? Rồi nếu mà không có bạn nào hỏi thì anh sẽ mời một bạn sale lên để thao tác lại những gì anh hướng dẫn nãy giờ các bạn ha. Sản phẩm thì rất đơn giản các bạn. Anh muốn nghe cái cách các bạn truyền đạt nó như thế nào thôi, chứ còn anh tin là các bạn nhớ được thao tác. Ai xung phong? Nãy giờ anh nhắc tới từ bạn sale, cái mấy bạn marketing có vẻ thấy yên tâm. Bây giờ có bạn marketing nào xung phong không? Martin ơi, bé gì hay hỏi mình đâu ta? Tao đâu chỉ đi chỉ. Tao chỉ. Ai mời em, mời em, mời bạn hay hỏi. Không, Bảo Len này nè. Bạn hay hỏi anh, bạn học rất là nhanh ha, cho nên anh cũng hôm nay anh hỏi lại bạn. Mời em lên demo lại phần, thử lại phần cái tạo sản phẩm này ha. Em làm không tạo sản phẩm, anh sẽ mời bạn bạn sale lên tạo cái bộ sưu tập. Nói tên bình thường luôn ha. Không, mình nói mấy cái ra đi, giới thiệu đi. Đi qua lại được đâu. Để tạo sản phẩm thì mình click vào ô tạo sản phẩm, sau đó mình sẽ nhập vào tên sản phẩm, thì ví dụ ở đây em nhập là bánh mì đi. Tiếp theo là mình có thể nhập vào các thông tin về mô tả sản phẩm. Thì ở đây là có thể là bánh mì ngọt. Đây là mình chọn hình ảnh của sản phẩm bánh mì mình đăng lên. Tiếp tục là mình nhập vào giá niêm yết. Giá niêm yết là giá cố định, còn giá bán là giá mình bán lợi. Kìa, bạn hỏi kìa, ai trả lời? Em hỏi lớn lên. Giá niêm yết là giá cố định đúng không? Trả lời là họ rối luôn đó thầy. Trả lời gì cho dễ hiểu chút lý. Mình có giá niêm yết và giá bán là để các thầy nhìn thấy được là các thầy có cái giá giá hiểu hiểu chưa? Có hiểu không? Với cái khúc mà hỏi không trả lời này tự nhiên đứng hình luôn ta. Giá niêm yết là gì biết không? Là giá thị trường. Ví dụ như là anh nói là cái micro mà đang trước mặt em nói có giá thị trường là 100.000. Còn giá bán tức nghĩa là ở đây chúng tôi bán hàng xịn nhưng giá rẻ, nó chỉ bán 5.000 đồng thôi. Như vậy, tức nghĩa là giảm được khoảng 95% so với thị trường. Nắm được chỗ này không? Dạ, ok. Ở trong cái phần mà tạo sản phẩm này có những lưu ý gì? Có những lưu ý chính gì? Có thể lưu ý lại với các bạn, nhất là các bạn theo không? Dạ, cái phần giá thì mình sẽ lưu ý chỗ VAT hay không? Ừ, lưu ý chính. Rồi thôi,
mời em xuống. Dũng. Dũng lên nói demo cái phần lưu ý chính. Anh sẽ lấy cái sản phẩm lúc nãy ra luôn. Dạ, yeah, nhanh. Cho nó nhanh ha, coi như nó đầy đủ cái thông tin yeah. này. Rồi, coi như là em đã điền đi. Rồi, bây giờ em nói những cái lưu ý. Muốn nghe em giới thiệu những cái hay và cái lưu ý khi tạo sản phẩm này. À, chào tất cả mọi người. Thì Dũng tiếp tục demo cái phần các cái lưu ý khi mà các bạn điền thông tin của một sản phẩm. Thì đây các bạn thấy là có một số cái trường, ví dụ như là giá niêm yết này. Giá niêm yết là cái giá để mà mình định vị để cho khách hàng biết được là gì. Chúng ta có một cái mức giá đưa ra là chung toàn thị trường. Và đấy là cái nền tảng, là cái tiền đề để khi mà mình giảm giá thì họ sẽ biết là giảm được bao nhiêu phần trăm. Ví dụ đây là giá niêm yết là 20%. Giá bán là 15%, đồng nghĩa với gì? Chúng ta giảm được 5%, 5.000 đồng trên một sản phẩm. Đấy là từ khoảng 25% đúng không ạ? Rồi cái dưới này thì mọi người đã biết rồi, đó là cái đơn vị cho cái sản phẩm đó, ví dụ như là cái hoặc là ly hoặc cái gì đó, tùy theo đặc thù sản phẩm. Dưới nhắc hay động, phải động lên. À, ở đây mọi người thấy có cái nút là phân loại sản phẩm không? Phân loại hàng đó. À, tức là ở đây là chúng ta có thể là chúng ta phân ra là theo cái đặc điểm, ví dụ như là kích cỡ này, màu sắc này, chủng loại. Tức là mọi người biết là một đôi giày nó có thể là có nhiều size đúng không, và nó có nhiều màu sắc khác nhau, thì mình sẽ tạo ra là cái phân loại để cho khách hàng người ta có thể là lựa chọn được cái mà họ mong muốn. Rồi phần trên này các bạn có hỏi gì thêm không? Có hỏi gì không kìa? Ok rồi đúng không? Đây, ok, các bạn ok hết rồi. Các bạn online có hỏi gì không? Học chat coi. Bái hết chưa? Người ta nhắc khối lượng và trọng lượng. Thấy chưa? Ok, phần này mình sẽ nói kỹ hơn. Tức là gì? Là để tính được cái giá của một sản phẩm ấy, thì chúng ta bắt buộc phải quan tâm đến cái giá vận chuyển đúng không? Thì để tính được cái giá vận chuyển của một sản phẩm thì người bán hàng này buộc phải khai báo những cái thông tin gì, ví dụ như là trọng lượng sản phẩm, kích thước sản phẩm, thì các bạn phải khai báo là chiều gì, chiều dài, chiều rộng và chiều cao của cái hộp sản phẩm đó. Thì từ đó là sẽ có công thức để tính được là cái giá vận chuyển cho từng sản phẩm cụ thể, thì được tính chung vào giá khách hàng thanh toán. Không biết câu hỏi, câu trả lời này của Dũng thì đã thỏa được câu hỏi của bạn Thanh chưa? Bạn hỏi có thể nói rõ hơn được không? Ý của anh Dũng trả lời là nó sẽ làm rõ ràng cái khúc tiền vận chuyển. Bạn trả lời các. Trả lời sao nhỉ? À đây, cái ông dưới. Em nhắc thôi anh. À rồi, cảm ơn bạn. Chết luôn rồi, kiểu này chết luôn. Rồi, ok. Rồi, ok, mọi người còn câu hỏi nào khác không? Còn một cái lưu ý nữa. Một cái lưu ý quan trọng. Bộ sưu tập rồi. Nền tảng bán hàng. À rồi, ok. Cái phần nền tảng bán hàng này thì chúng ta là có những cái nền tảng nào, ví dụ như là trên ứng dụng, tức là gì, trên ứng dụng smartphone đúng không ạ? Ở trên web, tức là trên website, trên bán hàng, có thể bán hàng tại cửa hàng, chính là cái sản phẩm GoPost của chúng ta. Ngoài ra thì có thể là bán hàng ở trên cái nền tảng social media, cụ thể ở đây là gì, là Facebook và Zalo. Thì
Khi mà chúng ta tạo thông tin của một sản phẩm thì chúng ta có thể là gì, có thể là lựa chọn cái nền tảng mà chúng ta mới đăng lên. Chúng ta chọn một số nền tảng hay là toàn bộ thì theo cái mong muốn của người bán hàng. Rồi, ok. Tạm ổn ha. Dạ, cảm ơn ạ. Cảm ơn Dũng. Các bạn, mình cũng muốn chia sẻ rằng là thật ra là mình muốn các bạn sale á, lên đây demo á, để anh muốn các bạn ít nhất một lần là các bạn phải tự nói ra những cái tính năng này ha. Thì chúng ta là cùng nhau học tập chứ cũng không có cái gì gọi là kiểm tra hay là cả là chất vấn nhau ha. Cho nên là anh thấy rất là dễ thương đối với cái những cái bạn mà chat ở đây nè, là nhắc phụ đồng đội mình. Ok, tuyệt vời. Đây, có bạn Lê Minh Hoàng hỏi ứng dụng là app thương hiệu ha anh. À, bạn Đức Nam trả lời luôn rồi giúp anh, cảm ơn. À, đúng rồi ha. Rồi, thì trở lại với bài á, thì cái phần mà đăng sản phẩm này rất đơn giản nha các bạn. À, rồi bây giờ anh muốn một bạn khác lên tạo một cái bộ sưu tập, rồi bỏ nó lên cây danh mục cho anh. Được không? Được không? Nãy nhắc bài mời lên luôn. Ủa, hồi nãy mới dạy rồi mà kêu chưa nghe kịp. Rồi bây giờ bạn khác, anh mời bạn khác. Đức Nam đâu ngồi đây đâu. Rồi, anh mời bạn nữ kế bên. Cười cái gì? Ủa, anh mới dạy nãy luôn á. Thì hồi nãy anh hỏi là có gì hỏi không thì không ai hỏi, xong bây giờ mời lên thì kêu không biết. Mới đúng không? Càng phải học. Đây, lên đi. Ủa, bây giờ mới là... bây giờ mới là cứ mới hoài sao, cũng phải cũ cũ một chút chứ. Hồi nãy giờ anh giải thích cái gì, là tại sao chúng ta phải tạo bộ sưu tập ha. À, là em phải nói cái đó với khách hàng, rồi cách tạo bộ sưu tập như thế nào và bỏ nó lên trên danh mục trên web như thế nào. Dạ, đầu tiên là chào mọi người. À, thì tại sao nữa mình phải tạo một bộ sưu tập cho sản phẩm, là vì nếu mà mình là một cái cửa hàng bán nhiều loại sản phẩm khác nhau mà nó không chung một phân loại thì mình nên cho tạo những cái bộ sản phẩm để mà mình đưa những cái sản phẩm có tính năng hay là những cái phân loại giống nhau vô chung một cái bộ sưu tập để khách hàng, để có thể tăng cái độ nhận diện hơn cho khách hàng dễ tìm kiếm được cái sản phẩm của mình hơn. Và cách để tạo bộ sản phẩm là mình vô cái chỗ sản phẩm, cái mục là bộ sưu tập sản phẩm, xong sau đó mình tạo bộ sưu tập sản phẩm này vô. Mình sẽ đặt tên cho cái bộ sưu tập của mình và thêm những cái mình có thể tự động để đưa cái tất cả những sản phẩm mà nó chung tính năng hay là sợ các cái mục tự động đó. À, dạ, ý là nếu như mà mình có những cái sản phẩm như kiểu là bánh kem mà nó cùng chung từ là bánh kem thì nó sẽ tự động mà lên cho mình, lên trên đây là nó sẽ thành một bộ sưu tập với nhau. Và ở dưới đây á, là mình cần phải chọn tùy chọn lọc là mình có thể thêm cái khoảng giá phân loại hay là khuyến mãi dành cho cái bộ sưu tập của mình. Và tùy chọn sắp xếp ở đây là coi cái... đâu rồi, trên coi lại cái trang web cái đó đúng không? Sau là mở bộ sưu tập ra, chọn sản phẩm đó. Đây, khi mà mình chọn ở trên cái bộ sưu tập này, tùy chọn sắp xếp này, nó sẽ hiện lên cho khách hàng là ví dụ mình muốn xem theo giá từ thấp đến cao hay từ cao đến thấp. Thì khách hàng chỉ cần chọn vào cái mục đó thì mình có thể coi được các sản phẩm trong bộ sưu tập đó theo cái yêu cầu mà khách hàng mong muốn. Tiếp theo là mình cũng có thể tự tạo danh sách các sản phẩm theo mình mong muốn. Thì khi đó mình chỉ cần ấn chọn thêm sản phẩm và chọn những sản phẩm mà mình muốn trong cái bộ sưu tập này lên. Và cả ok thì nó sẽ hiện lên tất cả những sản phẩm mà mình mong muốn. Lưu lát đó. Rồi ok. Em hướng dẫn cho mọi người tạo cái cây danh mục mà gọi là cái bộ sưu tập là mọi người nhìn website. Cây danh mục.
Ủa? Rồi bây giờ anh vừa mới nói rằng là thay đổi một cái liên quan đến giao diện web đúng không? Mình sẽ vào cái chỗ nào để mình định. Và trang admin. Chọn. Bạn nhắc cái nãy giờ. Cái tab cửa hàng trực tuyến. Tìm ở đâu đây? À vậy đây, đấy ạ. Ủa? Rồi, chọn cái nào? Mình muốn thay đổi cái cây danh mục đúng không? Thì chọn cái tab này. Cũng trong cái cửa hàng trực tuyến đó, nó sẽ có một cái chỗ để em thao tác cây danh mục. Dạ, yeah, đây đúng rồi. Rồi, mình muốn thay đổi cái cây danh mục mình đang sở hữu đó, thì mình cần phải biết được rằng là cái cây danh mục nào là mình đang hiện hữu ở trên web. Thì ở đây anh tiết lộ luôn là nó là cái ly test 1 thì em chọn nó để em chỉnh sửa. Rồi. Nếu mà mình muốn sửa, ý là ở trên đây mình sẽ có một cây danh mục để khách hàng có thể chọn những cái gì đó, cái này là danh mục. Cái danh mục sản phẩm hoặc là bộ sưu tập thì mình sẽ vô đây chỉnh sửa nếu như mà mình muốn đổi. Có cái... Em đổi cái dịch vụ sang phía sau sản phẩm. Dịch vụ ra sau sản phẩm. Ví dụ mình muốn chuyển cái dịch vụ này ra sau cái sản phẩm thì mình chỉ cần ở bên này có nút lên hoặc là xuống thì mình chỉ cần ấn sản phẩm xuống sau dịch vụ thì dịch vụ nó sẽ lên trước. Và khi mình ấn luôn, ở đâu ta? Ấn luôn thì trên cái này phải lát lại. Thì trên cái website của mình á thì dịch vụ sao đi xong hơn lắm không này, không mà hình như em chỉ sai chỗ đúng không? Em không nhớ nữa. Bây giờ lên xuống mà cũng không nhớ, mình sao không nhớ? Bây giờ em cho cô lắp xuống được không? Ủa, dịch vụ xuống mà. Ủa, thì sản phẩm xuống đến dịch vụ. Đúng không? Chưa. Đúng rồi, dịch vụ sau sản phẩm. À. Không ra. Rồi, ok. Cảm ơn em. Em tên gì ạ? Dạ, em tên Loan. Rồi, cảm ơn bạn Loan nha. Các bạn cho một tràng pháo tay khích lệ bạn đi. Cảm ơn Loan. Một bạn sale mới, anh đánh giá là bạn giới thiệu rất là lưu loát ha. Giọng của bạn tư vấn cũng rất là hay. Anh nghĩ là em sẽ bán hàng rất là tốt đó. Rồi. Ok, với một cái yêu cầu đơn giản từ phía anh Minh là bạn demo cái bộ sưu tập và thể hiện bộ cái việc mà thao tác chuyển đổi qua lại giữa các thành phần ở trong cây danh mục ha. Thì đó là những cái nội dung hết sức cơ bản của ngày hôm nay. Thì cho anh hỏi rằng là các bạn có đặt cái câu hỏi nào cho anh ở phần này nữa hay không? Bài này có khó không các bạn? Có khó không? Sắp tới mà ra bài kiểm tra nhắm làm được bài này không? Phần này không? Rồi, bạn đặt câu hỏi tạo combo như thế nào? Sau lớp này bạn xuống bàn làm việc của anh sẽ giải thích cho bạn ha. Rồi, nếu mà không còn câu hỏi nào nữa, anh xin phép kết thúc cái buổi hướng dẫn ở đây ha. Mình có một cái slot dành cho khách hàng, cho nên là mình sẽ ưu tiên cho chị Ly. Cảm ơn chị Ly đã chờ đợi. Cảm ơn các bạn.